Lộ diện hình ảnh mới nhất của ông Lê Tùng Vân làm việc với luật sư, dáng vẻ tiêu tụy. Vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận như ngày qua. Mới đây một luật sư đã chia sẻ hình ảnh của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trong hình ảnh được đăng tải cho thấy ông Lê Tùng Vân mặc áo nâu, đeo khẩu trang, ngồi tựa trên giường, dáng vẻ tiêu tụy. Xung quanh có các luật sư đang tập trung làm việc. Theo chia sẻ từ vị luật sư này, ông cùng bốn cộng sự nữa sẽ đứng ra bảo vệ cho các bị can tại tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, phía luật sư đã tham gia vào buổi làm việc của điều tra viên lấy lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên. Trong buổi làm việc, ông Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Ông cho biết vì ăn chay không hợp với thức ăn trong trại tạm giam, phía luật sư tiết lộ. Có thể thấy trong suốt nửa tháng qua, các trang mạng xã hội, thậm chí cả kênh YouTube đều đã đóng băng. Người tại tỉnh thất Bồng Lai không chia sẻ thêm bất kỳ hình ảnh hay hoạt động nào diễn ra tại đây. Trước đó ngày 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Nam Biên bờ vũ trụ gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên để điều tra về một số hành vi phạm pháp. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, ba người còn lại bị tạm giam. Cơ quan cảnh sát điều tra hiện đang xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm tài sản, Riêng tội danh loạn luân. Cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ